Chào mọi người, welcome back to It's Brand World. Trời ơi, ngày nay mình đang Amanoi nè, mọi người thấy phía sau không? Bây giờ thì ban chiều rồi, vợ mình đây nè. Hello. Thì bây giờ mình sẽ đi ra với lại mấy anh chị. Tí nữa mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ đi ra tìm cái quán nào để đi ăn uống với lại anh chị. Bây giờ thì trước khi mình đi thì Brian lúc nào cũng nhắc nhở mọi người thì bấm nút like, comment and share and subscribe nha. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá Amanoi, xong rồi Amanoi như thế nào, với lại cái dự kiện ở đây thì có nhiều mấy ngày đây, ngày tới đây sẽ nhiều gọi là action. Ok, trên channel. Thôi, mình sẽ đi ra tại vì xe tới đón mình ngay đây rồi nè. Để mình quay lại cho mọi người nha. Đó, lúc nào mình đi ra phòng á mọi người. Nè đó, mình phải leo lên cái bậc thang này đó. Mình phải đi tí nữa, trời ơi, mình không biết á, mình xỉn á, mình đi sao đi xuống đây lại á. Ừ, chỗ này chắc lăn thiệt á. Đó, nhìn thấy không? Phải đi ra. Mà ở trong đó cũng nhận, trong đó là cái phòng đó là gọi là rất là riêng tư, gọi là private. Xuất sắc. Đó. Mà đi bộ lên đây là bởi vậy, ăn uống thì không sao, đó có xe tới đón rồi đó. Đi đâu là phải nhờ mấy anh chở. Rồi, mình đã được thả xuống mà mình qua phòng số 1. Phòng số 1 này là của anh Trần Bảo Sơn. Ngày hôm nay mình vô coi. Mình kéo anh Trần Bảo Sơn với lại mấy anh ở trong đây như thế nào nha. Phòng này là của anh Trần Bảo Sơn. Rồi. Dạ. Đó anh Trung Mường Cường với lại anh Hùng nè. Cái bên đây là cái phong cảnh của anh Trần Bảo Sơn nè, ngay đây nè. Thì cái hồ này nó khác cái hồ của mình bên cái phía kia. Cái hồ này nó dài hơn, kiểu như vậy, dài ra đó. Đó, tước qua kia. Wow, phong cảnh này lãng mạn chưa? Núi. Hello. Rồi, cái này là backstory Sơn là đó chưa? Raw đó. Trời ơi, đẹp chưa? Hello, Brian. Hello. Đó, anh Trương Cường, anh Hùng nè. Dạ. Xuống chỗ này mới đẹp nè. Đó, hộ này là hộ của anh Sơn đó. Ngồi nhậu đây được. Nè, qua đây nhậu. Quá đẹp luôn. Dạ. Nhìn thấy hồ chưa? Hồ đẹp quá trời đẹp luôn nha. Trời ơi, mọi người nè, mọi người nhìn thấy chưa? Cực kỳ đẹp. Chưa. Okay. Oh man. Ngó ra biển, ngó xuống núi. Đẹp quá. Đúng rồi. Còn gì mà nói nữa? Dạ. Trời ơi, phong cảnh này đẹp chưa? Bye. Đó, action đó. Brian có tắm không? Chưa tắm. Mình chỉ massage. Rồi bây giờ mình đi lên mọi người. Trời, công nhận chỗ nào phong cảnh đây cũng đẹp quá. Đẹp chưa? Wow, vô đây nè, mọi người nhìn thấy chưa? Ở trong đây cảnh bữa chiều tối, đẹp chưa? Quá là lãng mạn. Yeah. So nice. Đẹp chưa mọi người? Thấy không sao? Quá là đẹp luôn.
Dạ. Không sao, đâu đâu. Trời ơi mọi người. Ôi dạ. Trời ơi. Sao ôi dạ. Anh Sơn, không thấy cái tay. Đó. Thôi. Rồi lấy cái này kéo ra. Thấy cái móng mình á, rút qua được không? Được. Rồi đeo cái móng. Rồi, mình đang ở ngay cái quán ngay bờ sông. Dạ. Yeah. Wow. Đẹp chưa? Wow. Ngồi nha. Giữ giò nha. À mọi người ơi, nhìn thấy chưa? Ốc nè, cơm chiên bên kia nè, xong nhiều ốc lắm, đồ biển. Ngày hôm nay là chơi hết đồ biển luôn. Đó. Dầu nè mọi người. Đó. Yeah, yeah, yeah. Lấy thêm nước chấm nữa. Dạ. Ồ dạ, cảm ơn. Cảm ơn, đẹp nha. Ồ dạ 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 dạ. Đã lắm rồi. Wow, quá trời món ngon luôn. Ốc nè mọi người. Dạ, mời ốc nha. Mà đó. Wow. Ngon lắm. Ngon. Đồ biển 3 kg. Chấm thử. Wow, ngon chưa? Wow, so good. Ngon quá, ngon. Mùi giống như mùi núi của mực đó. Má, là giấy. Còn cái này nữa, dầu nè. Dạ. Ủa, ủa em, dạ. Dạ, 2 cái vegan. Dạ. Ngon quá mọi người. Ừ. Wow. Wow, yeah. Ủa, ốc ngon quá mọi người. Wow. Trời đi về quá hay luôn á, giờ đi về quá nhiều. So good, try some this. Ngon quá. Clam. Nó như clam á, không? No. Clam. Ah, okay. Make me think of drinking beer. Cheers. Mời nha, mời, mời, mời. Nước đâu rồi? Trời ơi. Cheers.
he is. Ooh. Đã. Dạ. Yeah, đúng rồi. Làm mình làm cái này ốc mọi người. Ốc. Ngon quá. Quá ngon rồi đó. Bá đi. Dịu tươi quá. Còn cái này á, Brian không biết nè, cái này có bánh tráng để cuốn lại mực với lại đồ mấy cái đồ tươi nè. Mà chắc nó hơi khó. Đó, bên kia Dylan đang làm là nó. Nhìn thấy chưa? Trời ơi, giỏi chưa? Dylan là upcoming YouTube star đó. Ok, đó. Tutorial đó, để cuốn bánh tráng đó nha. Ngon quá. Yeah. Đó, được rồi đó. Đó, để đưa lên đó. Hay quá. Rồi cái này Ryan sẽ làm nha, bánh tráng nè mọi người. Mình sẽ coi mình làm như thế nào. Nè, gỡ bánh tráng nha. Không biết đi đâu. Đâu bánh tráng này hơi khó quá. Nè, lấy ra bánh tráng nè mọi người. Đó. Rồi bánh tráng nó xong mình sẽ lấy đồ mực viết để vô đó nè đó mực dầu cái nào cũng chơi hết vô đi đó mọi người nãy giờ định xin gia cư nữa. Dạ. Rồi. Đây rồi. Đó, cuốn. Cuốn nè. Đó. Còn chấm sốt. Food blogger. Quán bát ngon lắm ngon à, cơm nè mọi người quá ngon luôn cơm chiên trời tôm hùm nữa mọi người quá trời món luôn nha nghe xong thì cầm trứng phải ngâm một trứng này. Wow. Mời mọi người nha. Cái gói thầu này đây mình đã ai coi dưa không? Dưa. Nè mọi người nữa con ăn đi. Đúng không? Giòn. Sỏi. Nhưng mà giòn giòn ấy. Hết giờ mà nó này cái gì cũng ngon quá ngon